Xuân Nông xin chào quý bà con. Hôm nay Xuân Nông xin giới thiệu đến quý bà con một giống cây mang đầy ý nghĩa sâu sắc về văn hóa, lịch sử cũng như là công dụng trong đời sống hàng ngày. Không chỉ là biểu tượng về thịnh vượng mà còn về ý nghĩa về tình yêu và hạnh phúc. Ngoài ra đây cũng là một giống cây mang đầy giá trị dinh dưỡng cũng như là giúp bà con nâng cao về năng suất kinh tế. Thì hôm nay Xuân Nông xin giới thiệu đến quý bà con giống cây nho keo. Cây giống nho keo có chiều cao từ 20 đến 40 cm, là giống thân leo có thời gian sống lên đến 10 năm. Đây là một trong những loại cây được phổ biến và được yêu thích nhất trên toàn thế giới. Không chỉ mang lại những giá trị ngon ngọt mà còn chứa đựng nhiều giá trị về dinh dưỡng cũng như là văn hóa. Về cách trồng giống cây này, bà con cần trồng với đất thịt pha cát, đất cao hoặc là đất có độ thoát nước tốt. pH dành cho cây tầm 5.5 cho đến 7 là được. Tùy thuộc vào loại đất mà bà con nên cần có chế độ tưới nước từ 5 cho đến 7 lần trên một ngày. Vì đây là giống cây ưa nước cho nên bà con cần giữ ẩm cho đất, nên tưới nước thường xuyên cho cây trong giai đoạn cây ra hoa và sắp phát triển trái. Đặc biệt là vào mùa khô, bà con nên tưới nhiều nước cho cây nhưng đừng tưới nhiều quá để tránh tình trạng cây bị ngập úng. Về loại cây này, bà con nên bón phân hữu cơ và phân khoáng để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cây. Tùy thuộc vào giai đoạn cây sinh trưởng và phát triển mà có tỷ lệ bón phân phù hợp cho cây. Nên cắt tỉa cành thường xuyên, đặc biệt là những cành khô héo, những cành sâu bệnh để giúp cây có thể thông thoáng, đón ánh nắng tốt hơn và sinh trưởng phát triển tốt hơn. Nên thực hiện việc này vào mùa đông hoặc là đầu mùa xuân, lúc mà cây mới đâm chồi mới. Nho kẹo thường cho trái từ 15 đến 20 tháng sau khi trồng và trọng lượng trên một chùm là từ 150g đến 350g. Nho kẹo thường chín vào cuối hè cho đến đầu thu khi trái chuyển sang màu sắc đặc trưng và có vị ngọt, là lúc đó bà con có thể thu hoạch được. Đây là loại cây có công dụng rất lớn trong đời sống như là cung cấp vitamin, làm đẹp, hỗ trợ hệ tim mạch và là nguyên liệu chế biến. Ngoài ra, loại cây này còn có rất nhiều các công dụng khác trong đời sống hàng ngày. Đây chắc chắn là một trong những giống cây mà bà con đang cần tìm. Hiện tại giống cây này được bán tại cửa hàng Xuân Nông. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi cùng Xuân Nông.